mang đến đây cho cô chơi này. Ôi, đây nha. Ủa, cười với con nào. Thế nào? Cười kìa. Còn chị đi. Còn chị thì thấy thế nào? Chị ạ. Em thấy chị béo lên đấy. Tăng cân đúng không? Ôi, thôi chết. Béo lên à? Đâu, em thấy cũng bình thường. Chị bình thường. Ai mới sinh mà tăng cân? Đúng rồi. Chủ yếu là chị có thấy mệt mỏi không? Không có, chỉ hơi hơi một chút thôi. Không, em thấy chị có vẻ mệt mỏi đấy nhá. Đúng rồi. Trẻ con mới sinh bao giờ nó cũng rất là quấy. Chị có ngủ được không? Có. Mọi điều vẫn tốt. Ủa thế à? Mẹ ngoan lắm. Chính xác. Con người kiểu rồi đấy. Chú ơi, anh nhìn này. Anh thằng bé đáng yêu nhỉ? Hiền lắm đấy. Này, mà chào con có vẻ không giống mẹ đâu. Này, mà sao con nét giống ai đấy mà em không nhớ ra? Chị cũng thấy là giống ai đấy ở công ty mình ý. Càng nhìn càng thấy giống cơ. Hai cô này chỉ được cái tinh ý thôi. Đúng là thằng bé nhà chị nó có giống một ai đó. Nhưng mà ai đó không có ở trong công ty này đâu. Thằng bé này à, nó giống bố nó ở nhà chứ còn giống ai nữa con nhỉ? Đúng rồi, nó giống bố nó ở nhà chứ còn giống ai nữa. Cô buồn cười. Không, không hẳn là như vậy đâu chị ạ. Nhiều khi không có ruột thịt nhưng mà vẫn giống nhau ấy. Thế à? Em lại thấy nó có nét gì rất giống ai quanh đây ý. Giống ai? Em thấy nó giống giống ai đấy chị ạ. Càng nhìn càng thấy giống cơ. Nhưng mà có một đứa con trai đầu lòng thế này thì ai cũng thích. Rồi em mà được thế này em cũng chẳng cần có chồng. Thật không? Chẳng có dại thế nhá. Cháu sinh như thế này thì ai mà chẳng muốn làm bố nhỉ chị ạ. Thằng bé đáng yêu thật đấy. Tôi muốn làm bố nó cơ. Ê! Mọi người không thấy nó giống anh Hoàng hả? Hả? Này! Tôi không phải là bố nó. Có cô Kim làm chứng này. Anh yên tâm. Ai bảo anh là bố đẻ của nó đâu. Bố đẻ của nó còn đang đợi dưới nhà kia kìa. Nhưng nó giống anh Hoàng à. Thiệt mà. Này, này cái cằm nó vẫn hơi giống cậu ấy. Anh lúc được đồ hèn. Anh sợ phải nhận là bố đứa bé hả? Tôi thừa nhận. Nhưng mà nhìn nó cứ như nhìn tôi trong gương ấy. Tôi phải thành thật xin lỗi hai người. Sao lại phải xin lỗi? À, tôi sợ mọi người phát hiện ra mất. Này, hỏi thật nhé. Cậu có hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm. Bây giờ không ai có thể hạnh phúc hơn tôi được. À? Thế không ghen tuông gì à? Sao lại phải ghen? Anh khỏe mạnh, thông minh như thế này. Mà lại đồng ý giúp đỡ vợ chồng tôi. Đơn giản chỉ là cho một chút ống nghiệm rồi nhờ sự can thiệp của khoa học. Này, tốt nhất là không nên để cho mọi người trong cơ quan này biết. Nhá. Chuyện này mà lộ ra có kẻ gãy cổ. Bởi vì một người đàn ông như tôi mà phải nhờ giúp việc này thì không ổn một chút nào. Nhưng mà cậu cũng phải nhắc cô Kim đem thằng bé đến đây ít thôi. Không mọi người phát hiện ra sự giống nhau giữa tôi và nó. Phiền lắm. Kim này, cô đừng để cho ai biết chuyện tôi và cô nhé. Quan trọng nhất là chồng tôi. Mà chồng tôi thì đã biết thằng bé là con của ai rồi. Biết là biết, nhưng quan trọng là phương pháp. Đến giờ này anh ấy vẫn nghĩ là thằng bé do phương pháp khoa học sinh ra. Anh ấy mà biết sự thật ấy, chỉ một giây thôi, gãy cổ. Mai này. Dạ. Dạo này tôi thấy cô rất hay đi làm muộn. Do vậy tôi muốn đặt một bài kiểm tra tâm lý nho nhỏ cho cô. Có thể vì vậy mà cô sẽ sửa được thói quen đi làm muộn chăng? Có nghiêm trọng không anh? Không, có gì mà nghiêm trọng. Mà tại sao cô lại cho rằng là nghiêm trọng nhỉ? Thì anh là một nhà tư vấn chiến lược của công ty. Vậy mà... À, tôi hiểu rồi. Cô nghĩ rằng một nhà tư vấn cho lãnh đạo công ty lại đi đặt bài kiểm tra tâm lý. Như vậy là bất bình thường đúng không? À, có gì đâu, đơn giản thôi. Bởi vì nói cho cô biết, tôi còn có một người tay trái nữa là bác sĩ tâm lý. À, thật ạ? Ừ. Hơn nữa, bài kiểm tra này cũng đơn giản thôi. Chỉ là một bài kiểm tra rất thú vị. Để tôi muốn biết xem là cô hiểu thế nào về đàn ông thôi. Tiêu chuẩn đầu tiên để cô đánh giá một người đàn ông lý tưởng, liên quan đến hình thức hay nội dung? Có lẽ là hình thức. Có lẽ hay là chắc chắn? Ờ, chắc chắn là hình thức. Vậy theo cô, một người đàn ông lý tưởng thì có về hình thức ra sao? Yếu tố nào là quan trọng nhất? Ví dụ như là mái tóc này, khuôn mặt này, ánh mắt này, nụ cười, vân vân. À, chiều cao. Chắc chắn là chiều cao. Mà phải trên 1m8 cơ. Đi cùng một người đàn ông to cao, phụ nữ sẽ cảm giác có một cảm giác an toàn, an tâm vô cùng. Vậy yếu tố thứ hai sau chiều cao là gì? Yếu tố thứ hai, đại khái hình thức như chun hô là được. Như chun hô ấy. Chun hô à? Chun hô là ai? Trời ơi, chun hô mày không biết là ai à? Anh ấy cực kỳ đẹp trai, mặc dù đóng trong một cái vai thiểu năng thôi. Diễn viên chính của Hàn Quốc ấy, trong bộ phim Cuộc Tình Cuối Mùa Hè ấy.
Khoan đã, chúng ta đang nói về một người đàn ông lý tưởng, đồng ý với cô, hình thức như diễn viên điện ảnh Hàn Quốc. Vậy còn yếu tố thứ hai là nội dung. Theo cô, yếu tố nào thuộc về nội dung là quan trọng nhất? Ví dụ như là thông minh này, hóm hình này, mạnh mẽ này. Phải thông minh, hiểu biết. Một người đàn ông phải có trí tuệ vượt trội thì phụ nữ như chúng tôi mới có thể khâm phục được. Thông minh, hiểu biết rộng, khả năng nói chuyện giao tiếp cuốn hút người nghe. Còn gì nữa không? Kiểu như là dũng cảm, vị tha, thật thà. Tất nhiên phải dũng cảm rồi, nhưng mà không được liều lĩnh, thật thà nhưng không được ngốc nghếch. Ý của cô Mai là chỉ cần một người đàn ông hoặc là có hình thức như siêu sao điện ảnh Hàn Quốc, hoặc là có trí tuệ nhưng xấu như thằng gù Quasimodo trong nhà thờ Đức Bà Paris, chỉ cần một trong hai người đó tìm đến với cô là cô sẽ chấp nhận, đúng không? Đúng vậy, nhưng được cả hai thì khó lắm. Mà tôi cứ chờ mãi chả có ai đến với tôi cả. Khó thật. Vì một người có hình thức như siêu sao điện ảnh Hàn Quốc, chúng ta không đủ sự thông minh để hiểu một điều rằng cô là người phụ nữ mà anh ta cần. Vậy là tôi hết hy vọng rồi phải không? Đừng vội tuyệt vọng. Chỉ cần cô hoán đổi vị trí các điều kiện của người đàn ông lý tưởng, chắc chắn sẽ có nhiều người tìm đến với cô. Hoán đổi? Ý anh là... À, cô nên chấp nhận một người có hình thức của thằng gù Quasimodo và trí tuệ của siêu sao điện ảnh Hàn Quốc. Nếu cô đồng ý, nhiều người như vậy sẽ tìm đến với cô đấy. Tôi đoán vậy. Anh là cái đồ sợ thiên. Chính anh mới là Quasimodo với tổng đang trí tuệ thì có. Mà tôi nói chính tích á, tôi cũng không thèm đâu. Không gian thư giãn chỗ cậu hay hơn chỗ mình đấy chứ. Thế à? Thế bên đi di tích của cậu thế nào? À, bạn thân yêu, chỗ mình không có chỗ uống nước, thế nên mình có mời cậu uống cà phê bao giờ đâu. Trời ơi. Này, thế đám đàn ông mà muốn hút thuốc thì đi vào phòng vệ sinh à? Sao cậu biết? Thì mình nghe nói thế. Mà này, nói về nhà vệ sinh thì đó đúng là những gì người ta nói về nơi của cậu phải không? Gì cơ? Thì tức là các cậu vẫn dùng những nhà vệ sinh công cộng cái kiểu thời bao cấp ý. Tởm thế. Tớ nghe nói ban quản lý còn cố tình làm như thế để các cậu không ở trong đó quá lâu. Sao cậu biết? Có người nói với tớ như thế. Mà đám phụ nữ trên văn phòng tớ toàn kiếm cớ vào trong nhà vệ sinh rồi sửa sang trang điểm đến cả tiếng đồng hồ. Thế lạ gì đâu. Ban quản lý của cậu làm như thế là hơi bị quái đấy. Ha. Này, sếp của cậu thì sao? Khá là đẹp trai nhá. Thế anh ta đã bao giờ tán tỉnh cậu chưa? Trời ơi, đây là chốn công sở, ai lại làm cái việc thiếu nghiêm túc ý. Xin lỗi, mình quên mất. Này, anh trai của Bảo Trinh vẫn đang ở trong tù đấy à? Anh ta phải lĩnh 6 tháng tù. Mà anh ta phải đi tù vì cái tội buôn bán trái phép. Mà cậu nhớ không được kể với ai đấy nhá. Cậu hoàn toàn có thể tin ở tớ. Nhưng mà không hiểu là cái Trinh đi làm lại thế nào sau khi phá thai nhở? Sao? Cậu cũng biết chuyện đó à? Ừ, mình nghe cô thư ký văn phòng bác sĩ nói thế. Mình và cô ấy là bạn thân thì việc gì mà chẳng kể cho nhau nghe. Nhưng mà hình như đấy không phải là lần phá thai đầu tiên đâu. Trời ơi, thế phá lần thứ mấy? Hình như là lần thứ hai rồi. Lần thứ hai? Cái Duyên ý, cậu có biết nó không? Nó bảo nó biết cậu đấy. Cái Duyên, có phải cái Duyên cái thằng mà cặp với cái thằng Bộ Ngoại giao không nhở? Nhưng mà thôi rồi, là cái Duyên, nhán chàng đấy không đồng ý cái Duyên. May quá, nó không nghe thấy mình nói gì về nó chứ. Cậu nói là nó phá thai 2 lần. Không biết sau này có ảnh hưởng tới việc sinh đẻ không nhỉ? Hơi bị khó đấy. Cái Yến thư ký phòng khám nói với tớ, sau 2 lần phá thai, dạ con của nó rất yếu, mà ảnh hưởng lớn đến việc sinh nở sau này đấy. Trời ơi. Đấy, ai bảo chơi bời cho lắm vào, bây giờ mới gây tai hại như thế. Mà cậu biết không, nó thường xuyên đi chơi khuya với mấy anh chàng nhá. Ừ, đúng rồi đấy. Có hôm 2 giờ sáng tớ còn bắt gặp nó lang thang ở ngoài đường ấy. Cái giờ đấy không hiểu sao còn đi ra ngoài đường là gì nhỉ? Khuya thế. À, mà cậu đi đâu vào 2 giờ sáng? Hả? Chị Mai, cô ta là ai vậy? Ở bên công ty đi di tích. Chị mới nói gì với cô ta vậy? Hả? Tôi à? Ừ. Chị này, tôi không nói gì đâu, mà không có gì cả. Chị biết tính tôi rồi đấy. Tôi không bao giờ thích buôn chuyện về người khác, nhất là những chuyện soi mói về đời sống riêng tư ấy. À, này, chị đã biết chuyện cái Lan Phương tối qua đá anh bạn mới quen chưa? Có chuyện đó nữa hả? Ừ, kể nghe coi.